Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Hiện tại em đang có mặt tại Phạm Ngũ Lão, xã Kim Động của Hưng Yên các bạn, và bàn giao cho cô giáo hiệu trưởng một bộ bàn ghế họp. Đấy, thì cô đã đặt rất nhiều mặt hàng đồ gỗ của cơ sở Đồ Gỗ Gia Vũ cho gia đình và cũng như là người thân, và cũng thời là giới thiệu rất nhiều những cái đơn hàng cho bên cơ sở Đồ Gỗ Gia Vũ rồi. Đấy, thì hôm nay trong cái công cuộc là xây dựng trường mầm non tư thục để và chuẩn bị chào đón ngày khai giảng của các cháu ấy, thì cô đã đặt một chiếc bàn họp đấy để làm nơi họp của cho cô giáo và cũng như các trường mầm non tư thục. Đấy, thì các bác hãy xem hết video để biết được cái sản phẩm gỗ gõ đỏ mẫu bàn họp này là như thế nào các bác nhá. Ở nhà bác vợ mang nước xà phòng ra lau sạch cho cô đúng không ạ? Rửa sạch xe rồi đang đi đấy. Năm cái một bên. Chuyển lung tung nhỉ? Ở hay. Năm cái một bên. Đấy. Thế này không vào giữa cái quạt đâu cô. Thế máy chiếu bên nào cô? Máy chiếu bên nào? Ôi tôi tưởng họp bàn này bàn họp thì có máy chiếu. Nhưng mà ở chỗ này còn máy chiếu thế. Anh bạn sang lấy một tí nữa đây. Đó, tất cả. Rồi ok, rồi đấy. Cô cho căng thẳng ra không? Chỉ cách đi. Nữa đi. Nắm hơn nữa. Đây cũng mà có làm riêng một cái ghế lãnh đạo nó khác biệt như thế rồi. Vừa vừa xài.
không cần bảo cũng phải tự làm đúng không? Tiền tiêu chưa đúng cách rồi. Không cần bảo cũng phải tự làm đúng không? Mới được một ghế ăn cái đảo chi nó lừa cháu ngay từ lúc đầu rồi. Nhà ta làm bộ ghế ăn, nhà ta có người. Là hai cô đông này, nhà cô đông nhất xã. Rồi. Cô nước gì đây? Ờ mình vào mà đây lo từ cô. Cô có nước mang à? Không. Lùa đi, lùa mấy cái cháu đấy nó tắt lùa đi luôn. Đây là dọn đồ tắt đi, rời này còn để. Đấy, lùa cái cô quạt điều hòa thì chết.